Trong khi đợt không khí lạnh với nền nhiệt độ giảm sâu nhanh chóng tràn về miền Bắc vẫn đang kéo dài, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là ở vùng núi phía Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo, trên đất liền Bắc Bộ sắp có một đợt không khí lạnh tăng cường. Dự kiến khoảng gần sáng và ngày 19 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Trong đợt rét đậm rét hại ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 19 tháng 12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến to. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa dông có khả năng làm xuất hiện lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Vùng biển từ Quảng Hải đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 5 đến 7 mét, biển động mạnh từ chiều tối và đêm 19 tháng 12. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng vật nuôi. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm rét hại. Văn phòng Ban Chỉ đạo lưu ý người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Các địa phương cần có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong những ngày xảy ra rét đậm rét hại. Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia cũng đề nghị các tỉnh Bắc Bộ tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi giữ vệ sinh, che chắn, giữ ấm cho chuồng trại, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét cho vật nuôi, đồng thời hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, thủy sản. Che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác. Chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh phù hợp hiệu quả. Hiện đợt không khí lạnh với nền nhiệt độ giảm sâu đã tràn về miền Bắc, gây ra đợt rét đậm rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Tại khu vực Hà Nội, người dân phải đốt lửa để chống lại đợt rét cực mạnh lần này. Nhận định về tình hình không khí lạnh ngày 18 tháng 12, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài nhiều ngày. Theo đó, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường vào ngày 19 tháng 12 và 21-22 tháng 12, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong các đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Dự báo xa hơn, trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024, rét đậm, rét hại vẫn xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng không kéo dài và số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với trung bình nhiều năm. Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi. Do vậy, để phòng chống rét đậm, rét hại,
người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên các website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Các bản tin dự báo cảnh báo về không khí lạnh được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin rất sớm và cập nhật diễn biến hàng ngày. Do vậy, người dân không được chủ quan trước tình hình rét đậm rét hại, đặc biệt là khi di chuyển ngoài trời. Đặc biệt, theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm rét hại, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Chính quyền khu vực chịu ảnh hưởng của rét đậm rét hại, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm thủy sản, che phủ che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Đồng thời chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo các chuyên gia của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió tác động lớn đến sức khỏe của mỗi người, làm suy giảm sức chống đỡ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh bùng phát, nhất là các bệnh về hô hấp, tim mạch, xương khớp, cảm cúm. Người cao tuổi, phụ nữ sau 35 tuổi hay bị đau nhức xương khớp khi trời lạnh, mưa rét. Khi mắc chứng bệnh này, toàn bộ các khớp xương đều đau nhức, nhất là buổi sáng, dễ bị cứng khớp, khó cử động hàng giờ. Do đó, mỗi khi trời trở lạnh, có mưa gió, những người bị bệnh đau xương khớp cần chú ý mặc ấm, đi tất ấm, nhất là sau khi ra mồ hôi. Hạn chế ra ngoài khi trời lạnh có kèm theo mưa phùn vì sẽ làm tình trạng bệnh tăng nặng. Thay quần áo bị ẩm ngay và lau khô người, chân, tay. Phụ nữ nông thôn khi trời lạnh khớp sưng cấp, không nên lội nước, lội bùn. Nếu phải lội, cần đi ủng để chân khô ráo. Khi có không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm đột ngột, rất dễ phát sinh hiện tượng sốc nhiệt với người. Nguy hiểm của hạ thân nhiệt là nạn nhân không biết, chỉ tới khi mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, rùng mình thành đợt, da tái xanh, đồng tử giãn và mất tỉnh táo là đã mất ý thức. Do đó khi trời lạnh, thấy ai đó run lẩy bẩy, nói lắp bắp, da lạnh, xám, nhịp thở chậm, mệt mỏi, mất phối hợp động tác, nên giúp họ quấn chăn và đốt lửa sưởi cho tới khi cơ thể ấm lại. Bên cạnh đó, mùa lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến tăng cao hơn 15% so với các mùa khác. Người già khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém nên rất dễ mắc. Người có cuộc sống căng thẳng, ít vận động, nghiện thuốc lá, rượu bia, ăn uống thiếu khoa học, người béo phì, tiểu đường đều rất dễ bị đột quỵ và ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Do đó, khi trời lạnh, mưa rét, người già và những người có nguy cơ đột quỵ cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh ập vào người khi mở cửa. Hãy giữ chế độ sinh hoạt hợp lý, tình cảm tâm lý ổn định, tránh những xúc động hay những chấn thương quá mức hoặc căng thẳng, stress để thích ứng với môi trường, giảm bớt nguy cơ đột quỵ. Mặt khác, sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ sẽ làm nhiều người bị dị ứng, đặc biệt người có tiền sử dị ứng như hen phế quản. Sự sụt giảm nhiệt độ mùa lạnh và chênh lệch giữa ngày và đêm giảm độ ẩm không khí, còn gây các chứng khác như khô nẻ, mẩn đỏ, ngứa ngáy. Để giảm thiểu sự trầm trọng của dị ứng, cần loại bỏ những món hay gây dị ứng, giảm đồ ngọt, rượu bia. Đề phòng bị dị ứng, hãy bôi kem dưỡng ẩm và vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Khi chưa tìm rõ nguyên nhân bị dị ứng thì dùng thuốc gì cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ. Đáng chú ý, mùa lạnh phổi rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em. Bệnh diễn tiến nhanh và nặng, có thể dẫn tới tử vong. Dấu hiệu là ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, vàng, đôi khi ho ra máu. Có thể tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh, sức khỏe yếu đi, mệt mỏi, đặc biệt bị nặng ngực. Cần đi khám ngay, tránh biến chứng. Để phòng bệnh viêm phổi, cần mặc đủ ấm, ăn đủ chất trong những ngày chuyển mùa, nhất là với trẻ em. Rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng. Nên mặc áo giữ nhiệt, áo đông xuân dày để lưng không nhiễm lạnh. Mùa lạnh nên giữ ấm cơ thể, ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi làm việc ngoài trời,
vào ban đêm, vào sáng sớm. Phải mặc đủ ấm. Lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, đầu, cổ. Tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm. Hạn chế đến những chỗ đông người. Ăn uống đảm bảo dinh dưỡng. Ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Liên quan đến phản ánh bất thường suất ăn bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, khi 11 em học sinh chỉ được ăn 2 gói mì tôm chan cơm, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã thành lập tổ kiểm tra xác minh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1. Thành phần đoàn gồm Thanh tra huyện, Phòng Tài chính kế toán huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thu phố. Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, báo cáo giải trình toàn bộ sự việc liên quan đến nội dung báo chí phản ánh về khẩu phần ăn của các em học sinh. Cụ thể, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo giải trình, trong đó nhấn mạnh việc thông tin phản ánh của báo chí là có căn cứ. Sau khi hiệu trưởng thừa nhận nội dung phản ánh của báo chí, đây là căn cứ để Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày kể từ ngày 17 tháng 12. Cũng trong ngày 17 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp xuống trường làm việc với ban giám hiệu, học sinh và nhân viên trường học. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm nếu có vi phạm xảy ra. Việc báo cáo của trường của ngành cần phải trung thực, khách quan. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và những người liên quan cần được xác định rõ. Chiều 17 tháng 12, trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 để phục vụ công tác điều tra xác minh thông tin liên quan đến vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao. Lãnh đạo huyện Bắc Hà cũng thông tin các hình ảnh trong phóng sự đúng là ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1. Tuy nhiên, để làm rõ hơn, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vào xác minh làm rõ. Hiện tại chưa khẳng định trách nhiệm của tổ chức hay cá nhân, nhưng đoàn liên ngành sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm. Trước mắt sẽ giao cho một phó hiệu trưởng điều hành công việc trong trường, Chủ tịch huyện Bắc Hà nói. Liên quan đến dấu hiệu bớt xén khẩu phần ăn của học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, Chủ tịch huyện Bắc Hà cho biết, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ xem chế độ của các học sinh được bao nhiêu tiền một ngày, nhà trường đã xây dựng chương trình ăn uống như thế nào, mua bán những gì, có kế hoạch hàng tuần không. Vì vậy phải kiểm tra xác minh, giờ phải có bằng chứng thì mới xử lý được. Tinh thần từ tỉnh đến huyện là sẽ xử lý nghiêm túc, ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà khẳng định. Lãnh đạo huyện Bắc Hà cho biết, khẩu phần ăn của các học sinh trong trường sẽ được thực hiện theo quy định. Huyện Bắc Hà cũng yêu cầu các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các khẩu phần ăn của các cháu. Trước đó, bản tin trong chương trình Chuyển động VTV24 phát chiều 16 tháng 12 phản ánh bữa ăn bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 có những bất thường. Cụ thể, khẩu phần ăn của mỗi học sinh có một gói mì tôm, nhưng thực tế 11 em ăn chung 2 gói. Ngoài ra, thực đơn liên quan đến thịt, giò, rau xanh được cho cũng có những bất thường. Sau khi nắm được thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra xử lý. Tỉnh Lào Cai giao Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm đối với tập thể cá nhân nếu có. Tỉnh này cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú, nội trú, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách khác đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo. Trước vụ việc trên ít lâu, một nhóm học sinh trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang quây nhốt, ném dép khiến nữ giáo viên ngất xỉu cũng đã khiến dư luận bức xúc. Đa số dư luận cho rằng dù cô PTH tên viết tắt trước đó có hành vi được đánh giá là lệch chuẩn, vi phạm đạo đức nhà giáo, nhưng cách nhóm học sinh đối xử với cô giáo vẫn là vô lễ và không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng để dẫn đến việc không hay như trên, lỗi không hoàn toàn do học sinh mà nó là hậu quả từ cách ứng xử của cô giáo. Trong báo cáo đầu tiên do ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Nguyên nhân của vụ học sinh quây cô giáo ở Tuyên Quang là do thời gian gần đây, cô giáo này có nhiều hành vi phát ngôn không đúng chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Việc này gây bức xúc trong học sinh và phụ huynh học sinh. Các hành vi lệch chuẩn của cô giáo PTH được nhà trường đánh giá là đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh. Hành vi ngôn ngữ ứng xử chưa đảm bảo tính sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đến mức hiệu trưởng trường trung học cơ sở Văn Phú phải tiến hành quy trình kỷ luật viên chức, đi đến thi hành kỷ luật cảnh cáo ngày 21 tháng 11. Ngoài ra, trường trung học cơ sở Văn Phú còn đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành luân chuyển cô PTH đi cơ sở giáo dục khác do không quản lý được học sinh. Không được học sinh, người dân Văn Phú tin tưởng. Nhiều người cho rằng đã là những người thầy, người cô mà để học sinh của mình bất bình với mình là không ổn. Trong câu chuyện này, cả cô giáo và học trò đều sai, mà cái sai đầu tiên là cô giáo. Nếu cô giáo gương mẫu khiến học trò nể phục thì chẳng bao giờ có chuyện đau lòng này xảy ra. Đây là một bài học rất đau cho các bậc làm thầy, làm cô trong cách ứng xử với học trò của mình. Theo thạc sĩ Lê Minh Huân, nguyên giảng viên khoa tâm lý học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, công bằng mà nói, cả giáo viên và học sinh trong trường hợp này đều sai. Thứ nhất, giáo viên cần kiểm soát hành vi và cảm xúc của mình để giữ được tính mô phạm mẫu mực. Hành động đáp trả học sinh khá trẻ nít như việc cầm dép ném hoặc rượt đuổi học sinh vì tức giận chỉ càng làm tổn hại đến vai trò vị thế của cô, giảm sự tôn trọng của học sinh phụ huynh. Thứ hai, hành vi sai phạm của nhóm học sinh cần phải được xử lý nghiêm, nếu không sẽ bắc thang cho học sinh leo cao hơn. Phạm vi hành xử của học sinh không được vượt quá giới hạn đến mức công khai xúc phạm giáo viên, dùng cây, gậy hoặc bất kỳ vật dụng gì với ý đồ tổn hại tinh thần, thể chất của người giữ trách nhiệm giáo dục và dạy dỗ mình. Học sinh cần được uốn nắn về lời nói, thái độ và hành vi của bản thân khi nóng giận, ức chế tinh thần và không được phép kết nhóm nhắm đến bất kỳ người nào khác, đặc biệt là các nhà sư phạm giáo dục. Thứ ba, ban giám hiệu nhà trường rất cần công tâm nhìn nhận và dám chịu trách nhiệm trước mối quan hệ ứng xử cô trò trong vụ việc này. Ban giám hiệu có nhận thấy các dấu hiệu bất ổn từ trước và rốt ráo chấn chỉnh giáo viên, giáo dục học sinh một cách sát sao chưa? Hội đồng sư phạm và các đồng nghiệp thờ ơ hay quan tâm đến đồng nghiệp hay chưa? Việc ứng xử còn ngây ngô non nớt của đồng nghiệp có được đánh giá đúng và có sự hỗ trợ chia sẻ giúp đỡ nào không? Hành vi nông nổi, thái độ bất kính của học sinh lớp này do đâu? Do giáo dục gia đình góp phần lớn hay do nhà trường chưa chú trọng dạy người thông qua các giờ học, các giờ dạy kỹ năng sống, sinh hoạt trước cờ? Vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao mà bản tin VTV24 phản ánh đã trở thành tâm điểm dư luận mấy ngày qua. Cụ thể, khẩu phần ăn của mỗi học sinh có một gói mì tôm, nhưng thực tế 11 em ăn chung hai gói, chan với cơm. Ngoài ra, thực đơn liên quan đến thịt, giò, rau xanh được cho cũng có những bất thường. Tỉnh Lào Cai sau khi nắm bắt được thông tin đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu huyện Bắc Hà và các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc. Một ngày sau chỉ đạo hỏa tốc của tỉnh Lào Cai, khẩu phần ăn của các em học sinh trong vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao đã đủ định lượng theo đúng tiêu chuẩn. Theo ghi nhận, thực đơn ngày 18 tháng 12 của 173 học sinh bán trú trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà đã khác so với ngày trước đó. Cụ thể, thông tin được công khai trên bảng thực đơn gồm có thịt lợn, giò lợn, bắp cải, đỗ và chia ra từng bữa. Bữa sáng có cơm, thịt lợn, bắp cải. Bữa trưa có cơm, thịt lợn, giò lợn, bắp cải, đỗ béo. Quan sát cho thấy các em học sinh được ăn đúng các món như thông tin ghi trên bảng kê của nhà trường. Cũng trong sáng 18 tháng 12, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã về trường để kiểm tra, nắm bắt tình hình về việc thực hiện các chế độ chính sách dành cho học sinh bán trú. Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho hay đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trường, 35 tuổi, quê quán tỉnh Ninh Bình, để tiếp tục điều tra hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Thông tin ban đầu, trước đó Công an thành phố Phú Quốc bắt quả tang Trường đang mua bán ma túy cho hai người khác tại khu vực thuộc khu phố 5, phường Dương Đông. Công an thu giữ một túi ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất, khối lượng khoảng 4,5 gram và 3,5 triệu đồng. Làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ, bước đầu Trường khai nhận túi ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng là ma túy đá, đang mang đi bán thì bị bắt giữ. Khám nơi ở của Trường, công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 1.131 gram ma túy các loại như heroin, thuốc lắc, ma túy đá. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai lập hồ sơ với Huỳnh Kiến Hát, tên viết tắt 17 tuổi và Phạm Quốc Tê, tên viết tắt 16 tuổi,
cùng ngụ quận Tân Phú để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ngoài ra, Vòng Hằng Tạt, 22 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, chị LTTT, tên viết tắt 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, trình báo về việc bị hai nam thanh niên chạy xe hiệu Quay áp sát cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro Max trên đường Thiên Phước, phường 9. Công an quận Tân Bình nhanh chóng phối hợp với công an phường 9 điều tra truy xét. Cùng thời điểm, một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự PC02 cũng truy xét hai nghi phạm này. Công an điều tra xác minh hai nam thanh niên đã theo dõi nạn nhân trước khi ra tay. Qua các dấu vết ở hiện trường, công an xác định hướng di chuyển cũng như danh tính của Kiến Hát và Quốc Tê. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với những người trong đoàn mô tô phân khối lớn đi vào làn ô tô trên cầu Bình Lợi, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh một đoàn mô tô phân khối lớn, khoảng 10 chiếc, lưu thông hàng hai, nối đuôi nhau trong làn ô tô trên cầu Bình Lợi, theo hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận Bình Thạnh. Thời điểm đoàn xe lưu thông được xác định phục vụ cho một đám cưới tại quận 11. Nhiều người dân chứng kiến đã ghi lại hình ảnh và đưa lên mạng xã hội. Vụ việc sau đó nhanh chóng được đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh xác minh, trích xuất camera để truy tìm đoàn xe trên và mời làm việc. Qua đó, các tài xế cho biết đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng đến cầu Bình Lợi do thiếu quan sát nên vô tình đi vào làn ô tô, cấm xe hai bánh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 10 tài xế trong đoàn xe này theo quy định của pháp luật. Theo đó, những tài xế liên quan sẽ bị phạt tiền 400.000 đồng đến 600.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng. Ngày 18 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc về việc học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Văn bản nêu, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các đơn vị, trường học trực thuộc sở thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết. Căn cứ vào thông tin này, thủ trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh mầm non tiểu học sẽ nghỉ học. Nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt người chồng có hành vi dùng búa sát hại vợ. Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay 18 tháng 12, Hồ Văn Hiên, 37 tuổi, ở xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, dùng búa sát hại vợ là Hồ Thị Ngờ, tên viết tắt 33 tuổi, dẫn đến tử vong. Nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Hướng Hóa đã nhanh chóng đến hiện trường, bao vây căn nhà. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến, Hiên đã không hợp tác và tỏ ra manh động. Dù được công an thuyết phục nhưng Hiên vẫn cố thủ trong nhà. Sau 2 giờ vây bắt, Hiên đã bị công an khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Hiên có mâu thuẫn ghen tuông với vợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tiếp nhận Mai Văn Kha, 40 tuổi, tạm trú thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức để điều tra về hành vi sát hại vợ cũ và một người bạn. Theo thông tin ban đầu, Kha và vợ là chị LTTZ, tên viết tắt 38 tuổi, đã ly hôn. Trưa 17 tháng 12, tại nhà một người bạn ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, Kha ngồi nhậu chung với vợ cũ và anh HTHN, tên viết tắt 40 tuổi. Sau đó mọi người rủ nhau ra nghĩa địa Kim Long để hát karaoke. Kha đi về nhà vợ cũ ở gần đó rồi quay lại nghĩa địa thì thấy anh N đang ngồi nhậu ở nghĩa địa một mình nên Kha đến ngồi nhậu chung. Thấy N có nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp một người nào đó tại nghĩa địa, Kha nghi ngờ nên lén lấy một con dao tự chế rồi đi theo. Khi đến nghĩa địa, Kha thấy chị D và N đang ngồi cùng nhau có cử chỉ thân mật nên ghen tuông. Kha dùng dao tấn công khiến chị D và anh N tử vong. Sau khi gây án, Kha đến công an xã Kim Long đầu thú. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang củng cố hồ sơ điều tra vụ việc chủ một khu nhà trọ tử vong bất thường trên vỉa hè tại địa bàn phường Tam Phú. Được biết, vụ án mạng xảy ra khi Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, Huỳnh Văn Hắc, tên viết tắt 33 tuổi và Lê Ngọc Tê, tên viết tắt 34 tuổi, cùng ngụ phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, cùng đi nhậu và hát karaoke. Đến khi Hải và Hắc đến một quán ốc trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, nhậu tiếp thì Tê bỏ về trước.
Sau đó Hải và H đến nhà T để rủ đi nhậu. Lúc này giữa Hải và T mâu thuẫn và xô xát, làm T ngã ra đường. Thấy vậy, Hải và H kéo T lên vỉa hè trước dãy trọ của T trên đường cây keo phường Tam Phú, rồi bỏ đi nhậu. Đến rạng sáng, khi nhậu xong, nhóm này quay trở lại thì phát hiện T vẫn đang bất tỉnh nên đã báo tin cho gia đình. Tuy nhiên, khi được đưa đi cấp cứu thì T đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Thi, 35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về tội cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 9, Thi nhậu ở quán tại địa phương gặp ông Võ Thanh Đê tên viết tắt và bà T tên viết tắt. Do có quen biết nên Thi và ông Đê có giao lưu với nhau. Khi Thi vào phòng thì mời ông Đê thuốc lá. Lúc này bà T nói với ông Đê không biết hút thuốc thì thôi, mai mốt người ta đưa xì ke, ma túy cũng trích luôn hay sao. Do đã sử dụng ma túy nên Thi cảm thấy bị xúc phạm, liền dùng tay hất nồi lẩu trên bàn đang sôi lên người bà T, gây bỏng nặng với tỷ lệ thương tích là 26%. Xin được chuyển sang các thông tin quốc tế nổi bật trong ngày. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tờ The New York Times, một ô tô đã tông vào một trong những chiếc xe thuộc đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trung tâm thành phố Wilmington, bang Delaware, Mỹ. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Biden đang trả lời phỏng vấn với phóng viên sau khi kết thúc sự kiện vận động tranh cử của ông, thì một chiếc ô tô Ford đâm vào chiếc Saab trong đoàn xe của Tổng thống. Nhà Trắng cho biết ông Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden không bị thương. Theo các phóng viên trong nhóm báo chí Nhà Trắng, phản ứng với các vụ va chạm, lực lượng chức năng bao vây chiếc xe Ford và chĩa súng vào tài xế. Tài xế sau đó đã giơ tay đầu hàng. Hiện chưa rõ vụ tai nạn là vô tình hay cố ý. Nhà Trắng đã chuyển vụ tai nạn tới Sở Mật vụ Mỹ, nhưng cơ quan này chưa trả lời bình luận về vụ việc. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi thắng Ukraine. Theo đài RT, ông Putin nói thêm rằng Nga không có lý do gì để động binh với NATO. Ông nói thêm rằng Moscow không có yêu sách gì đối với lãnh thổ của các quốc gia thành viên NATO và chỉ tìm cách cải thiện quan hệ với khối quân sự này. Đầu tháng này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết Mỹ và Nga đang đứng bên bờ vực xung đột. Trước đó, hồi năm ngoái, ông Biden cũng từng cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ gây ra thế chiến ba. Theo The Times of Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt nếu nhóm vũ trang Hezbollah, Liban không ngừng các cuộc tấn công bằng rocket, tên lửa và máy bay không người lái, UAV, vào phía bắc Israel. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tấn công một địa điểm của Hezbollah ở miền nam Liban và một đội tên lửa chống tăng của Hezbollah đang chuẩn bị tấn công Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel, cuộc tấn công trên của Israel nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket trước đó từ Liban vào Israel. Đài truyền hình Sana Syria đưa tin hai binh sĩ Syria bị thương và có thiệt hại về vật chất sau cuộc không kích được cho là của Israel vào các địa điểm gần thủ đô Damascus của Syria. Sana dẫn một nguồn tin quân sự cho biết lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa do máy bay chiến đấu của Israel bắn phóng từ cao nguyên Golan vào Syria. Ông Tạ Minh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên tỉnh lộ 352 đoạn qua địa bàn xã. Một xe ô tô tải lưu thông từ ngã ba Tiên Kiên đi thị trấn Phong Châu, huyện Phú Ninh và chạm với xe mô tô có hai người trên xe. Hậu quả hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân là NTV tên viết tắt, ngụ huyện Thanh Ba và NTTH tên viết tắt, ngụ thành phố Việt Trì. Ông V và bà H là hai vợ chồng. Qua xác minh, trên xe tải thời điểm đó có hai người là Nguyễn Đình Hướng, Nguyễn Minh Trí cùng ngụ thị xã Phú Thọ. Chưa xác định được người cầm lái. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng huyện Lâm Thao đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu xác định do ô tô đi sai phần đường quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Trung Quốc đang trải qua đợt lạnh giá kỷ lục,
khi cơ quan phòng ngừa thiên tai quốc gia ghi nhận nhiệt độ âm 47,9 độ C tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, bằng mức nhiệt độ đo được vào tháng 1 năm 1980. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc phải triển khai các biện pháp đối phó khẩn cấp, trong khi cơ quan phòng ngừa thiên tai Trung Quốc chỉ đạo các chính quyền địa phương chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp và các trang thiết bị loại bỏ tuyết, cần dự trữ than để đảm bảo các hoạt động cho các nhà máy điện trong giai đoạn nghiêm trọng. Công điện yêu cầu, các cơ quan này cũng yêu cầu các chính quyền địa phương bảo đảm nguồn cung điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu. Trước đó, ngày 15 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo ứng phó khẩn cấp toàn diện trước đợt rét đậm bắt đầu từ đầu tuần này, với lượng tuyết rơi dày đặc, sương mù và đường trơn dễ gây tai nạn. Tuy nhiên, do dấu hiệu cho thấy tình hình đang được cải thiện ở Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc cho biết các trường học sẽ được mở lại sau khi phải đóng cửa tuần trước. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang trong giai đoạn lạnh nhất, nhiệt độ ở thủ đô Seoul rơi xuống âm 12,4 độ C trong ngày 17 tháng 12. Dự báo nhiệt độ ở thành phố này sẽ giảm xuống âm 18 độ C đến âm 3 độ C trong những ngày đầu tuần này. John Hap dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, khuyến cáo về thời tiết lạnh giá được đưa ra cho các khu vực Seoul, Busan, Daejeon và Daegu. Khuyến cáo thường được ban hành khi nhiệt độ buổi sáng xuống dưới âm 12 độ C trong 2 ngày liên tục. Ngày 16 tháng 12, một đoàn tàu bị nứt cửa vì thời tiết lạnh giá. Báo Korea Herald đưa tin, tuyết rơi và gió mạnh ảnh hưởng đến khoảng 100 chuyến bay, chủ yếu từ và đến đảo Jeju. Chỉ riêng trong chiều qua đã có 14 chuyến bay đến và đi từ đảo du lịch này bị hủy, John Hap đưa tin. Ảnh hưởng từ phía Bắc, hiện đợt không khí lạnh với nền nhiệt độ giảm sâu đã tràn về miền Bắc nước ta, gây ra đợt rét đậm rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Tại khu vực Hà Nội, người dân phải đốt lửa để chống lại đợt rét cực mạnh lần này. Nhận định về tình hình không khí lạnh, ngày 18 tháng 12, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài nhiều ngày. Theo đó, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường vào ngày 19 tháng 12 và 21-22 tháng 12, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong các đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Dự báo xa hơn, trong tháng 1, tháng 2 năm 2024, rét đậm rét hại vẫn xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài và số ngày rét đậm rét hại ít hơn so với trung bình nhiều năm. Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, nhiệt độ giảm thấp nhất có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cây trồng vật nuôi. Do vậy, để phòng chống rét đậm rét hại, người dân cần phải thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại các địa phương như nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Các bản tin dự báo, cảnh báo về không khí lạnh được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin rất sớm và cập nhật diễn biến hàng ngày. Do vậy, người dân không được chủ quan trước tình hình rét đậm, rét hại, đặc biệt là khi di chuyển ngoài trời. Đặc biệt, theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cấp chính quyền cơ sở nhân dân được chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây, có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Chính quyền khu vực chịu ảnh hưởng của rét đậm rét hại tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động giữ trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ấm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Đồng thời chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong đợt không khí lạnh với nền nhiệt độ giảm sâu nhanh chóng tràn về miền Bắc vẫn đang kéo dài, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là vùng núi phía Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo trên đất liền Bắc Bộ sắp có một đợt không khí lạnh tăng cường. Dự kiến vào khoảng gần sáng và ngày 19 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, trời rét.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 đến 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Trong đợt rét đậm rét hại ở khu vực Trung Du, vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 19 tháng 12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa dông có khả năng làm xuất hiện lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Biển động mạnh từ chiều tối và đêm 19 tháng 12, gió mạnh và sóng lớn trên các biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cá và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng vật nuôi. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ theo dõi sát chặt chẽ các bản tin dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại. Văn phòng Ban Chỉ đạo lưu ý rằng, người dân tuyệt đối không xuống bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Các địa phương cần có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh những ngày xảy ra rét đậm, rét hại. Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia cũng đề nghị các tỉnh Bắc Bộ tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi giữ vệ sinh, che chắn giữ ấm chuồng trại, chủ động giữ trữ thức ăn, bảo đảm phòng chống đói rét cho vật nuôi, đồng thời hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, che phủ che chắn tưới nước, bón phân, giữ ấm đối với sản phẩm lúa, rau màu, cây trồng khác. Chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp phòng tránh phù hợp, hiệu quả. Hiện đợt không khí lạnh với nền nhiệt độ giảm sâu đã tràn về miền Bắc, gây ra đợt rét đậm rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Tại khu vực Hà Nội, người dân phải đốt lửa để chống lại đợt rét cực mạnh lần này. Nhận định về tình hình không khí lạnh, ngày 18 tháng 12, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài nhiều ngày. Theo đó, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường vào ngày 19 tháng 12 và 21-22 tháng 12, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong các đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Dự báo xa hơn, trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024, rét đậm, rét hại vẫn xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng không kéo dài và số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với trung bình nhiều năm. Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi. Do vậy, để phòng chống rét đậm, rét hại, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên các website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Các bản tin dự báo cảnh báo về không khí lạnh được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin rất sớm và cập nhật diễn biến hàng ngày. Do vậy, người dân không được chủ quan trước tình hình rét đậm rét hại, đặc biệt là khi di chuyển ngoài trời. Đặc biệt, theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm rét hại, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Chính quyền khu vực chịu ảnh hưởng của rét đậm rét hại, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm,
chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Đồng thời chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãn lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo các chuyên gia của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió tác động lớn đến sức khỏe của mỗi người, làm suy giảm sức chống đỡ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh bùng phát, nhất là các bệnh về hô hấp, tim mạch, xương khớp, cảm cúm. Người cao tuổi, phụ nữ sau 35 tuổi hay bị đau nhức xương khớp khi trời lạnh, mưa rét. Khi mắc chứng bệnh này, toàn bộ các khớp xương đều đau nhức, nhất là buổi sáng, dễ bị cứng khớp, khó cử động hàng giờ. Do đó, mỗi khi trời trở lạnh, có mưa gió, những người bị bệnh đau xương khớp cần chú ý mặc ấm, đi tất ấm, nhất là sau khi ra mồ hôi. Hạn chế ra ngoài khi trời lạnh có kèm theo mưa phùn vì sẽ làm tình trạng bệnh tăng nặng. Thay quần áo bị ẩm ngay và lau khô người, chân, tay. Phụ nữ nông thôn khi trời lạnh khớp sưng cấp, không nên lội nước, lội bùn. Nếu phải lội, cần đi ủng để chân khô ráo. Khi có không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm đột ngột, rất dễ phát sinh hiện tượng sốc nhiệt với người. Nguy hiểm của hạ thân nhiệt là nạn nhân không biết. Chỉ tới khi mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, rùng mình thành đợt, da tái xanh, đồng tử giãn và mất tỉnh táo là đã mất ý thức. Do đó khi trời lạnh, thấy ai đó run lẩy bẩy, nói lắp bắp, da lạnh, xám, nhịp thở chậm, mệt mỏi, mất phối hợp động tác, nên giúp họ quấn chăn và đốt lửa sưởi cho tới khi cơ thể ấm lại. Bên cạnh đó, mùa lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến tăng cao hơn 15% so với các mùa khác. Người già khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém nên rất dễ mắc. Người có cuộc sống căng thẳng, ít vận động, nghiện thuốc lá, rượu bia, ăn uống thiếu khoa học, người béo phì, tiểu đường đều rất dễ bị đột quỵ và ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Do đó, khi trời lạnh, mưa rét, người già và những người có nguy cơ đột quỵ cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh ập vào người khi mở cửa. Hãy giữ chế độ sinh hoạt hợp lý, tình cảm tâm lý ổn định, tránh những xúc động hay những chấn thương quá mức hoặc căng thẳng, stress để thích ứng với môi trường, giảm bớt nguy cơ đột quỵ. Mặt khác, sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ sẽ làm nhiều người bị dị ứng, đặc biệt người có tiền sử dị ứng như hen phế quản. Sự sụt giảm nhiệt độ mùa lạnh và chênh lệch giữa ngày và đêm, giảm độ ẩm không khí còn gây các chứng khác như khô nẻ, mẩn đỏ, ngứa ngáy. Để giảm thiểu sự trầm trọng của dị ứng, cần loại bỏ những món hay gây dị ứng, giảm đồ ngọt, rượu bia. Đề phòng bị dị ứng, hãy bôi kem dưỡng ẩm và vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Khi chưa tìm rõ nguyên nhân bị dị ứng thì dùng thuốc gì cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ. Đáng chú ý, mùa lạnh phổi rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em. Bệnh diễn tiến nhanh và nặng, có thể dẫn tới tử vong. Dấu hiệu là ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, vàng. Đôi khi ho ra máu, có thể tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh, sức khỏe yếu đi, mệt mỏi, đặc biệt bị nặng ngực, cần đi khám ngay tránh biến chứng. Để phòng bệnh viêm phổi, cần mặc đủ ấm, ăn đủ chất trong những ngày chuyển mùa, nhất là với trẻ em. Rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng, nên mặc áo giữ nhiệt, áo đông xuân dày để lưng không nhiễm lạnh. Mùa lạnh nên giữ ấm cơ thể, ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi làm việc ngoài trời, vào ban đêm, vào sáng sớm, phải mặc đủ ấm. Lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, đầu, cổ. Tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm. Hạn chế đến những chỗ đông người. Ăn uống đảm bảo dinh dưỡng. Ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Không chỉ chủ động phòng tránh nguy cơ đổ bộ của cơn bão mới Biển Đông. Trước ảnh hưởng khó lường của đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa tại miền Bắc, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương khu vực Bắc Bộ, các bộ ngành liên quan, yêu cầu chủ động ứng phó với đợt rét đậm rét hại lần này. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17 đến 20 tháng 12, khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C, khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại. Văn phòng Ban Chỉ đạo lưu ý người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Các địa phương cần có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong những ngày xảy ra rét đậm, rét hại. Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia cũng đề nghị các tỉnh Bắc Bộ tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi giữ vệ sinh, che chắn giữ ấm chuồng trại, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét cho vật nuôi, đồng thời hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh phù hợp, hiệu quả.